Hôm nay, ông Phùng lại tiếp tục khởi công cây cầu thứ 28. Trước kia, đất nơi này lõm xuống so với mặt đường, vô tình tạo thành cái bẫy rất nguy hiểm. Thấy người dân than phiền quá, ông quyết định sửa chữa lại cho bằng phẳng để dân đi lại thuận tiện. Cầu Phùng Hiệp 28 rộng 4m, dài 12m với kinh phí khoảng 75 triệu đồng. Trước khi mà lõm đường này là đã là cái toàn tự phát để mà xả nước. Sau đó làm cái đường này thì không có trong thiết kế, cho nên là bên nhà tàu họ làm cứ nguyên đoạn như thế nào họ làm thế đó, không đổi được. Có nhiều cái cống thì họ làm hộp để thoát nước vừa có đường, nhưng mà chỗ này thì không làm được. Té bị thương là nhiều nhưng mà chết thì chưa. Cô rất tấm lòng và cô rất hấn khởi, cô rất hoan nghênh và cảm ơn chú ở đây, chú giúp đỡ. Mà bọn con cũng cố gắng để giúp đỡ cho dân người ta cho. Ngày 19 tháng 5 vừa qua, cây cầu Phùng Hiệp 27 tại thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, dài 4m, rộng 3,5m, với kinh phí 65 triệu, được khánh thành trong niềm hân hoan của dân làng. Ông Phùng là thương binh 2/4 với tỷ lệ thương tật 61%. Từ năm 1977 đến năm 1993, ông trải qua nhiều chức vụ ở Tòa án Nhân dân thị xã Tam Kỳ và giữ đến chức chánh án. Năm 1993, ông về hưu nhưng tiếp tục tham gia nhiệm vụ tại chi bộ khối phó và hội cựu chiến binh phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ. Ý nghĩa làm cầu dân sinh chợt đến khi người con trai của ông cùng một người tên Hiệp bỏ tiền xây cầu dân sinh cho người dân ở tỉnh Bến Tre. Thấy ở tỉnh mình đường xá cầu cống cũng cũ kỹ sập xệ, nhiều cầu tạm bằng tre, nên ông bàn với mọi người nên dành tiền làm cầu ở quê mình. Xuất phát từ cái tấm lòng thấy thương dân. Cái thứ nhất là thấy đường xá họ cầu cống chữ cũng còn bự. Bắt đầu từ đó, nguồn tiền của con trai cùng với tiền tích lũy của mình, ông đã làm cây cầu Phùng Hiệp 1 ở phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ. Số lượng cầu được ông xây dựng tiếp tục tăng dần theo mỗi năm. Tính đến nay, ông đã thực hiện được 28 cây cầu, bình quân mỗi cây từ 60 đến 70 triệu đồng. Nói chung là mình làm mấy cái việc tốt thì mình thấy hoàn thành thì mình thấy rất là vui. Dân thì họ còn vui hơn mình. Thì ai cũng nữa thôi. Cái nguyện vọng mình mà bắt đầu xuất phát ra làm thì khi làm xong rồi cũng thấy là phấn khởi, thấy thoải mái người lắm. Cứ mỗi cái cầu đó là thấy mình nó sung sướng. Nhà bắt đầu đã nhờ chú đơn vị chú phòng có làm giúp hỗ trợ giá cầu. Nói chung là đến nay thì đã hoàn thành, vẫn tạo điều kiện cho dân đi đã sản xuất nông nghiệp. Thì thay mặt địa phương thì rất cảm ơn sự quan tâm của chú phòng cũng có đơn vị. Thì trong thời gian đấy mà muốn nếu có dịp nào thì chắc địa phương cũng cầu nhiều cái chưa hoàn thiện thì nhờ là quốc phòng tạo điều kiện giúp đỡ thêm cho địa phương thuận tiện hơn. Những cây cầu được dựng lên tuy kinh phí quy mô không lớn nhưng đó là điều quý giá với những người dân ở vùng quê còn lắm khó khăn. Bạn bè thấy ông vất vả xây cầu, nhiều người khuyên ông nên nghỉ ngơi. Thế nhưng ông chỉ cười và quyết tâm với những việc mình làm.